Hello, xin chào mọi người đến với kênh Công Nông TV. Này tiếp tục ra bên mình sẽ giao xe nhá anh em. Này rất hân hạnh được phục vụ bà con trong mọi miền Tổ quốc. Này gara bên mình đã làm trong tuần này đã xong 2 chiếc nha anh em. Xe này là xe vô lăng có đẩy nha, có ben nha, xe vô lăng có đẩy có ben. Nói chung là xe mấy thứ ok hết. Mọc dài là 3 mét, mọc dài 3 mét, rộng 1m15. Đấy, toàn là sắt dày không mọi người nha. Xe này là có keo gỗ nha, có chữ Y keo gỗ luôn, có cục lằn sắt tời. Đấy, mọi thứ ok. Đèn đóm còi xi nhan đầy đủ, thang hơi ok. Máy 30 chàng trai nha mọi người. Máy 30 chàng trai. Chàng trai 32. Quên, máy 32 chàng trai nha mọi người. Máy này rất là khỏe nha. Đây xe test thử nha. Đấy, nhìn xe rất là đẹp. Đây ok. Đây, mọi thứ xe nhìn rất là chắc chắn nha mọi người. Xe này là xài bơm hơi lọc lạnh nhá. Đấy, làm rất là gọn gàng, tỉ mỉ cho anh em. Còn vô lăng này là cực kỳ là đẹp luôn. Còn vô lăng này anh em nào mà nhu cầu đóng xe gara bên mình, anh em nào mà ưng loại vô lăng này phải phát xin thêm nha mọi người. Để báo trước cho anh em để sau này anh em sẽ biết. Vô lăng này anh em phải phát xin thêm, tức là thêm vô lăng này là 2 triệu là bên mình sẽ bảo toàn gói cho anh em, tức là sẽ làm là bài bán đèn, nói chung là kỹ càng như thế này, là cần gắt đèn còi xi nhan nó nằm trong vô lăng đầy đủ hết nha mọi người. Anh em nào mà ưng nhu cầu là phát sinh thêm là phải liên hệ lại gara, liên hệ lại chỗ gara nha mọi người. Đấy, còn giá là 2 triệu là phát sinh thêm vô lăng rin như này là đầy đủ bài bán luôn, làm bài bán cho anh em. Còn anh em mà ưng phát sinh làm còi hơi, còi đôi là nói chung là full đồ chơi luôn mọi người nhá. Ở đây em phải phát sinh thêm tầm 1 triệu 8 nha. Là gara bên mình sẽ làm cho anh em bày bán kỹ càng là full đồ chơi luôn anh em nha. Nói chung là đầy đủ. Giá mà phát sinh thêm là có tầm 1 triệu 8 cho anh em. Còn nếu mà xe bình thường không phát sinh thêm là nó chỉ có 2 cái đèn với lại xe nhan còi đầy đủ nha. Nhưng mà còi thường thôi. Nhưng tức là nó không có đồ chơi đâu mọi người nhá. Tới nào là tới rất lốt nhỏng phải lớn nhá. Ok cô nào là ok, bây giờ sẽ test thử chú này, thử đèn còi xi nhan đầy đủ rồi. Cái còi này là mình làm phun đồ chơi, nó là bắp còi, nó sáng đèn còi nào bên đó đèn sang bên đó nha. Đây, trái phải luôn. Đây bây giờ mình sẽ coi xa. Mình chắc ông tích xin nhà là thử còi đầy đủ rồi. Còn cái này là đen, cái này là mình tư vấn cho anh em nha. Đen này là tắt xin nhà rồi. Đen này là đen demi này. Đen này là đen Haze nha. Đen này là báo hiệu mà mình dừng xe ngoài đường hoặc là về hay gì đó. Hoặc là xe mà mình tạm dừng ngoài đường mình phải bật đèn báo hiệu nha. Để xe khác anh em sẽ biết xe mình đang đậu ở ngoài đường hoặc là đang đi trong buổi tối gì đó. Rồi xin nhan tắt đi, pha đèn, đèn pha bên trái đó. Rồi tắt đi. Rồi ông nhấc pha là nháy đèn rồi. Rồi có đầy đủ coi đi. Đây coi đầy đủ nha. Coi kêu bên đó là đèn sang bên đó luôn. Đấy. Kêu lại. Rồi. Ok. Nổ máy đi, dè đi. Ổn quá. Rồi. Máy rất là khỏe nha mọi người. Xe này là máy rất là lực luôn á. Còn
chiếc này là có trượt nha mọi người. Chiếc này là có trượt nha. Đây gara bên mình sẽ hoàn thiện hai xe luôn mọi người. Hôm nay sẽ giao hai xe. Hôm nay có đi họ có được đi rồi. Rồi nói chung là hai xe rất là đẹp cho anh em luôn. Ok, hai xe nha mọi người. Hai xe nhìn rất là đẹp. Đây là chưa vô số. Trưa nha mọi người, trời nắng. Đây còn vào ví dụ, đây còn ví dụ của kia mà. Rồi. Hai xe nha mọi người. Anh em nào nhu cầu từ để tắt máy đó, tắt máy đi. Lên bay rất là nhanh. Đây gọi là hai anh em xe con và một em nhỏ và một em lớn. Này gọi là hai anh em nha mọi người. Một em nhỏ và một em lớn. Đây, báo hiệu cho anh em. Còn chiếc này là phiên bản đầy đủ nha mọi người. Còn chiếc này là cầu trượt. Nói chung là làm rất là đẹp, rất là gọn gàng cho anh em. Như chiếc này anh em có thể đóng hoặc là phục vụ gia đình anh em đi làm ráy thôi. Nói chung là làm ráy làm nước thôi. Nó rất là còn. Đấy. Còn đèn thì mọi thứ bên mình làm ok nha anh em. Xe này là móc dài 2,5m, rộng 1,15m. Còn vô lăng cầu trượt có tời nha mọi người. Đấy, có tời. Vô lăng đầy đủ, trợ lực vô lăng bảo nhẹ luôn anh em.
Xe này là có giá cho anh em là bữa nay là 105 nha mọi người. 105 xe cầu trượt là phiên bản giống như vậy đầy đủ. Đèn đóm còi máy đề máy 30 giang đông. Còn xe này là bữa nay là phiên bản đây là phiên bản đầy đủ luôn. Nói cho anh em dễ hiểu phiên bản đầy đủ tức là xe nó đầy đủ chức năng đó mọi người. Là có full đồ chơi luôn. Xe đầy đủ chức năng. Đấy, tại Kara bên mình làm thì mọi thứ là nó rất là gọn gàng. Còn phần ga, phần thang hơi. Đây, trần thắng này. Khi anh em xài trần thắng này đạp rất là gọn, rất là tiện. Tại vì cái này bên mình chuyên chỗ cái này. Nói chung là cái này cũng thuộc về hàng độc quyền, bản quyền bên mình nhá. Đấy, còn anh em mà thích chế cháo loại này anh em có thể làm kiểu này nó đạp thắng rất là gọn. Nói chung là nó tiện hơn so với bộ bàn đạp của Rin. đây là nắp đít bên mình làm đó nha mọi người nhá. Nói chung là mọi thứ là rất là chắc chắn tỉ mỉ cho anh em luôn. Còn căn về hộp lai nắp đít là từ hộp lai ra hộp số nó rất là đồng bộ luôn nha mọi người nhá. Anh em xài nó bao êm, chạy nhẹ xe, nói chung là xài bao nhẹ, đi cùng em nữa. Nói chung là thứ nó anh em xài ok. Đấy. Còn tời là tời lên. Cầm một cáp cái tời này. Cầm mà tời không cầm. Rồi máy 32 anh. Bữa nay anh em toàn chơi máy 32 chắc trai không em người. Đấy. Xe này là vô lăng Rin, vô lăng của Hyundai. Hyundai bun giò đấy, Hyundai bun chân đấy mọi người. Hàng lớn ạ, bốt là bốt của nó luôn. Bốt Hyundai của nó luôn, đấy, chính hãng. Đây, anh em thợ bên mình là làm xong cho nó chuẩn đẹp, gọn gàng cho anh em luôn. Nhìn rất là ok. Đấy. Ok, thùng ben cầu đáy, thang hơi 2 tia ben nhá. Sườn này là bên mình làm sắt V10 ốp đôi nhá, V10 dày 1 phân ốp đôi. Rất là cứng cáp và chắc chắn và xe nó vừa nhẹ xe nữa mọi người. Không cần làm bằng sắt U hoặc là dày cỡ nào cũng được. Nhưng mà làm sao mà thiết kế rút gọn lại cho nó chắc xe vừa nhẹ xe nữa mọi người. Đấy. Bảo đảm cho anh em xài mấy năm, xài chở hàng nặng hoặc là chở hàng nhiều, thời gian lâu năm anh em xài nó kiên cố hơn so với cái xe mà bình thường là kiểu là như vậy đó mọi người. Đấy. Thùng ben độ ben rất là cao, thẳng đứng luôn nha. làm lưa bèn à. Đây, hạ xuống bèn rồi liệu một vòng nào đi gần. Nói chung là xe này để test thử để review cho anh em tham khảo gara bên mình nhé. Mọi người nào có nhu cầu muốn đóng xe trong năm tới hoặc là tháng này anh em sắp xếp có thể liên hệ tại gara bên mình. Bắt đầu từ tháng 1 này là gara bên mình sẽ tiếp đón nhận xe đóng cho anh em tiếp. Tại vì một thời gian đóng xe rất là nhiều nên thời gian mà anh em bị hoãn, bị ngừng lại tại vì không kịp để phục vụ cho anh em đặt xe được. Còn hết năm nay là cơ sở gara bên mình tiếp tục tiếp đón nhận anh em đến gara để đóng xe, đặt xe nha mọi người. Nói chung là phục vụ cho anh em ở các vùng, các tỉnh nơi khác, vùng sâu, vùng xa, anh em có thể liên hệ và đặt xe ở tại gara bên mình. Thư còi nè. Này còi so, còi sinh hơi bữa nay bên mình nâng cấp nó cũng mạnh nha mọi người. Bắp là run. Ok. Tắt hai dê đi. Cất luôn anh, cất là hẳn. Đấy, cái đó cũng bị mệt. Mới lên chức năng là cô. Cái này phun đồ chơi nó hơi hơi bị nhiều.
còi kiểu là đèn xăng bên. Ok rồi, được rồi. Nó rồi nè. Đi sao cao à? Đi sao vậy? Thật xấu rồi. Không xịt khói luôn, đi rất là mạnh. Hả? Ok. Xe. Come on, let's go.
Càng tăng hơn rồi, nó tăng hơi 10 kỳ nữa. Ok, mọi thứ là test thử xong cho mọi người. Nói chung là thử để chạy xe, để biết xe thôi. Chứ nếu mà thử test xe là phải có hàng chở để biết thử rồi. Chứ xe này không có hàng chở để thử nha. Giao cho anh em luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ lại cơ sở gara bên mình nhé. Số điện thoại 0377 023 364.